Dính rồi. Giật rồi. Trời má, nó chiều dứt ha. Trời rồi. Để nói động báo cá cho anh em. Báo cá cho anh em nha các bạn. To không em? Dở cái thế đó mà. Trời. Nhỏ. Ờ cũng nhỏ mấy đâu. Đấy, trôi nha các bạn. Ok. Báo cá cho em Chí. Cho trắng. Cái nhà cỏ rồi. Ok. Con cá con thứ hai các bạn ơi. Má tính con rồi. Con cá chép rồi. Con cá chép. Quay mỗi tay luôn. Cá chép hả? Chép các bạn ơi. Bốn giờ mấy rồi, gần 5 giờ các bạn ơi. Đừng chép các bạn ơi. Chép đỏ. Chắc chạy quá. Chép đỏ các bạn ơi. Cái mấy 2 ký các bạn. Đừng. Đây các bạn. Cái gửi 2 ký á. Đó các bạn. Cái gửi 2 ký các bạn ơi. À,
À, mình đánh cano xa tới 150 mét lận bạn. Nó mới ăn các bạn. Quá hấp. Quan trọng là cái mồi nữa kìa chứ. Quan trọng là mồi. À, cái mồi. Ờ, bỏ vỏ đi. Này. Ok các bạn. Đừng chép nữa cái hai nữa các bạn. Hôm nay mình đi test một cốc bạn. Đã không? Đã chưa? Đẹp. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Ok. Cần quay cần dùng ta. Rồi dính luôn rồi. Vô nặng quá. Rồi dính rồi, dính rồi. Chạy kia luôn kìa. Mình nữa rồi anh Tài ơi. Nữa rồi. Vô mày nó kéo cái cần kia vô luôn rồi. Thiệt dở cái trời. Kẹo cá kìa, cá gì em ơi. Nó hơn mình. Cá trời quá. Đánh giỏng đi chứ. Rồi đúng dây rồi. Thấy gì đây? Cái gì vậy? Cái trò nhỏ quá. Không, tao sợ cá mè á. Cá mè. Cá mè nó ăn hay nữa tôi quên. Trắng rồi. Cá mè nó hay chạy vô. Rồi. Không. Không. Hai con luôn. Ai giờ đụng má. Hai con. Cái chú. Con. Con rồi má. Một con nè. Má. Con hai con. Thằng kia kêu hai con kìa. Cái chùi. Chùi không? Chùi trắng, chùi trắng, chùi trắng. À, coi dính dây nè. Đó. Anh thầy thử em anh. Cứ đi qua đây là có cá. Không mồi thấy ngon nữa. Nó lại nhìn coi câu biết bao nhiêu cần. Con cho nữa các bạn ơi. Nè. Cho con cho trắng nữa các bạn ơi. Ok ok ok. Ba em ơi, ba em ơi. Rồi, ok các bạn. Hiện tại bây giờ cũng 5 giờ rồi. Mình còn 2 cần à. Mình đang chuẩn bị thu dọn câu để đi về nha các bạn. Và đây là thành quả của ngày hôm nay mình đi test một con cốc ở hồ Núi Lè nha các bạn. Đây. Hôm nay là thành quả của mình đây. Được một con chép khoảng 2 kg nha các bạn. Tuyệt vời. Đấy, ba em con chép to các bạn ơi. Đã một con cá chấm, một con cá trâu trắng, một con cá chép đỏ. Đó. Đây là thành quả của muộn cốc nha các bạn. Đó, được ba em. Ok ok. Đây. Đây mình đây các bạn. Ok nha các bạn. Nếu các bạn yêu thích cái video này hãy nhớ cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Chúc các bạn có một ngày xem video vẻ và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Còn bây giờ, chào tạm biệt.